bật mí chiến thuật giúp Medvedev đăng quang US Open 2021. Thoải mái và thư giãn là một trong những bí quyết làm nên chiến thắng của Dani Medvedev ở US Open năm nay. Tay súng trẻ người Nga và là nhà tân vô địch đơn nam của Grand Slam trên đất Mỹ vừa lên tiếng tiết lộ rằng anh đã làm gì trong ngày thi đấu chung kết. Trước khi ra sân đấu với Novak Djokovic, với Dani Medvedev, anh hoàn toàn không tập tành hay căng thẳng, chỉ là những phút giây để thư giãn xem đua xe F1 và xem giải bóng đá ngoại Anh tranh tài. Với tôi, quần vợt theo một nghĩa nào đó chính là cuộc sống, tất nhiên là như vậy. Nhưng theo một ý nghĩa khác, nó cũng là công việc. Hôm qua, ngày diễn ra trận chung kết US Open 2021, tôi đã có thể thức dậy lúc 7 giờ sáng và chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để giành chiến thắng. Nhưng tôi lại dành thời gian để xem đua xe F1, chứng kiến pha tai nạn như là hư ảo giữa Hamilton và Verstappen. Medvedev kể lại ngày của trận chung kết: "Tôi bắt đầu yêu mến môn đua xe F1 từ 3 năm trước. Tôi gần như không bỏ lỡ một chặng đua nào. Sau đó, tôi lại mở kênh xem trận đấu giữa Liverpool và Leeds United ở ngoại hạng Anh. Tôi có thấy Trent Alexander-Arnold chuyền một đường bóng ở đó, rồi chứng kiến cả Rafinha chẳng thể làm được gì. Tôi như vậy đó, thích xem thể thao và thư giãn. Tôi cũng giữ liên lạc thường xuyên với bạn bè thân thiết. Chúng tôi tán dóc, bàn luận về đội hình của trận đấu, thảo luận về cầu thủ này, cầu thủ kia trong trận đấu ở ngoại hạng Anh. Tất cả họ đều biết tôi sắp có trận đấu chung kết Grand Slam để đời, nhưng chúng tôi hầu như không nói về chuyện đó. Như vậy để cho cuộc sống dễ dàng hơn. Tôi chẳng hề suy nghĩ gì, kiểu như là nếu tôi không thắng 20 Grand Slam, đời tôi không thành công. Tôi cũng chẳng quan trọng rằng đến năm 35 tuổi, nếu không gặt hái được thành tựu gì thì tôi sẽ thất vọng đến mức nào. Tôi coi quần vợt như là một công việc, đối xử với nó như vậy. Tôi vẫn cố gắng làm hết sức trong khả năng có thể của mình. Và tôi biết, đôi khi mọi thứ sẽ trôi chảy theo ý của mình, đôi khi thì không. Sao cũng được, dù có thế nào, tôi cũng không quên đi cuộc sống đời thường, các hoạt động và sở thích hàng ngày của tôi." Trong khi Medvedev xem đua xe F1 và ngoại hạng Anh để chuẩn bị cho trận chung kết US Open, bố của anh, ông Sergei Medvedev lựa chọn nhắm mắt không xem thi đấu vì quá căng thẳng. Ông kể lại: "Hai tuần lễ vừa qua tôi giống như ở một nơi nào đó rất xa, như là đã đi công tác vậy. Đồng hồ đo nhịp tim cứ liên tục rung động, nhưng đêm qua tôi bình tĩnh một cách ngạc nhiên. Tôi không mở mắt xem trận đấu. Trong suốt trận đấu, tôi nhắm mắt và tự đếm từ 1 đến 600, sau đó lại bắt đầu đếm lại và cứ thế cứ tiếp tục. Cho đến khi vợ tôi bước đến bên tôi và nói: "Tôi và ông hôn nhau ăn mừng nào, con nó đã thắng rồi." Tôi hầu như không ngủ vào ban đêm, đến sáng trở dậy, tim tôi lại rối loạn. Hôm nay, bác sĩ tim mạch lại đến khám cho tôi vào lúc 13:30. Đó chính là cách đón nhận thành công và chiến thắng của cha mẹ nhà vô địch. Tôi thật sự thán phục về niềm tin bên ngoài người bố của Alexander Zverev trong suốt các trận đấu. Ông ấy chính là kiểu ví dụ mà tôi không thể đạt đến. Khi ngồi cùng ông ấy trong suốt những ngày tháng các cậu trai tham gia giải đấu thiếu niên, các giải trẻ, tôi hỏi ông ấy suốt về cách phát triển tài năng quần vợt trẻ. Tôi thậm chí còn viết vào một cuốn sổ tay. Ông ấy luôn luôn trả lời thiện chí và trung thực, nhưng tôi lại không đặt ra câu hỏi quan trọng của bản thân mình: làm thế nào để có thể xem con trai mình thi đấu trong sự bình tĩnh?